Gia đình 4 người của anh Thụy đang sống tại một căn nhà đất nhỏ hẹp ở trong hẻm, nằm trên địa bàn quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ấp ủ kế hoạch đổi nhà đã lâu, nhưng anh thấy khá khó khăn. Trước đây thì gia đình tôi ở căn nhà này vẫn ổn, nhưng giờ đây thì các cháu cũng đã lớn rồi. Thú thật thì hiện nay thì về tài chính thì hai vợ chồng tôi cũng đã ổn định, nhưng mà để chưa có đủ để cái số vốn để mà mình đổi một cái căn nhà lớn hơn. Và giờ thì muốn đổi một cái căn nhà thì chúng tôi phải bán cái căn nhà này đi. Hiện tại thì bán nhà cũng rất là khó, và giá cả thì nó cũng không được như ý mình mong muốn lắm. Nhiều gia đình khác cũng đang gặp khó khăn trong công việc đổi nhà, bởi hiện nay người mua muốn đổi nhà thường phải đi theo lộ trình bán nhà, tìm nhà ở tạm, rồi tìm mua nhà ở mới. Nhưng với giải pháp nhà đổi nhà mới được ngân hàng Techcombank và chủ đầu tư Masterize Home đưa ra gần đây, quá trình này sẽ có sự thay đổi. Người mua nhà chỉ cần đặt cọc 50 triệu đồng và không thanh toán thêm bất kỳ khoản nào cho tới khi nhận nhà. Đối tượng khách hàng của giải pháp này phải có thu nhập ổn định, kế hoạch tài chính rõ ràng và đang sở hữu bất động sản tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà chúng ta có khả năng để mà có thể tài trợ được tất cả những cái chi phí mới cũng như là trả vay tiền để mà có thể chám được cái sự chênh lệch giữa giá cũ và của căn nhà cũ và giá của căn nhà mới thì tại sao không? Đây là một cách mà chúng ta dần dần chúng ta nâng cấp đời sống của chúng ta. Theo phân tích của các chuyên gia, trước đây để mua nhà mới, người mua cần tích lũy ban đầu từ 30 đến 50% giá trị của căn hộ. Nhưng nay với cách thức mới này, người đổi nhà sẽ có thể chủ động và lên kế hoạch tài chính trong thời gian từ 2 đến 3 năm. Và thay vì tìm thuê nhà ở tạm trong lúc đợi có nhà mới, họ có thể tiếp tục ở trong căn nhà cũ của mình. Đây cũng là một cái mô hình rất đột phá cho thị trường bất động sản, thì chúng tôi đánh giá cao cái mô hình này. Mua nhà cần lưu ý, thứ nhất là chúng ta làm việc với chủ đầu tư nào, chủ đầu tư là ai, tài chính của chủ đầu tư thế nào. Vấn đề thứ hai là khả năng chi trả trong tương lai của chúng ta thế nào, trả lãi ngân hàng như thế nào là chúng ta cũng phải tính toán trước cái bước này. Nhiều ý kiến nhận định còn quá sớm để nói về hiệu quả của mô hình này. Tuy nhiên, với nhu cầu nâng cấp nơi ở mới cao cấp hơn, tiện nghi hơn ngày càng cao của người dân đô thị, nhà đổi nhà cũng là chính sách gây nhiều chú ý.